Anh em có công nhận đa số cái gì mắc cũng ngon hay không? Kiểu như là mắc đẹp trai, mắc giàu. Loài ở Kingdom cũng vậy, ai cũng muốn mắc. Mắc tướng, mắc trang bị, mắc biểu trưng. Mỗi tội tiền đâu để mắc thì không ai nói. Cho nên là chào mừng anh em đã đến với Rock KPI. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu xem đâu sẽ là những chỉ huy mà bạn không cần mắc vẫn có thể dùng ngon nghẻ nha. Đầu tiên, mục tiêu của video này sẽ không phải là khuyên anh em là không mắc tướng hoặc là chê bai những anh em mà không có khả năng tối đa các vị chỉ huy này. Mình cũng là một M2P nên mình hiểu mà. Ở đây, mục đích chính của video này là hướng đến những người chơi tiêu dùng tầm thấp hay là những anh em mới lên KVK3 muốn mang ra đồng nhiều đạo quân và quan trọng là phù hợp với vương quốc và seed. Seed thấp thì anh em có thể có cơ hội mang những đạo quân này ra, chứ seed cao thì mang ra thì cũng hơi mệt. Còn dĩ nhiên, anh em nào mắc được thì càng tốt. Ở đây, mình sẽ chỉ liệt kê ra những con tướng xuất hiện nhiều ở mức nhất định trên chiến trường, anh em nhé. Đầu tiên sẽ là chỉ huy tương đối quen thuộc và gần như ai cũng sở hữu, đặc biệt là các dân chơi bộ binh. Charlie Martel là một chỉ huy mạnh mẽ ở giai đoạn đầu của trò chơi. Bộ kỹ năng tập trung phần lớn sức mạnh trên đồng ở hai kỹ năng đầu tiên, đặc biệt là kỹ năng số 1, dựng khiên hệ số 1200 và tăng tới 30% sát thương trong vòng 4 giây. Đây là một con số cực kỳ dài. Dựng khiên lâu sẽ cho bạn khả năng cứng cáp. Dĩ nhiên là trong trường hợp bạn không bị hội đồng, sát thương thời gian dài như vậy sẽ làm cho bất cứ chỉ huy đi phụ nào của CM cũng đều phát huy được lượng sát thương kỹ năng hiệu quả. Chiêu thứ hai đơn thuần sẽ là tăng chỉ số. Chiêu thứ ba thì chắc chắn là anh em F2P không cần dùng đến. Và chiêu thứ tư thì cũng không thực sự quá quan trọng. Anh em nên nhớ là người chơi miễn phí thì bị xấu am thôi là anh em đã thở oxy rồi. Thêm một chút sát thương phản kích thì cũng không giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Cho nên thì thôi, CM5511 với chi phí 190 tượng chắc chắn là chỉ huy mà bất cứ anh em F2P nào trong giai đoạn KVK1, KVK2 cũng sẽ đều hướng tới. Đến KVK3 thì em vẫn có thể sử dụng khi kết hợp với những chỉ huy mạnh như là Lưu Triệt chẳng hạn. Nebu vẫn là một chỉ huy xứng đáng nhận được sự tín nhiệm từ các dân chơi cung thủ. Nebu với sát thương diện rộng 5 mục tiêu cũng là một chỉ huy công thành, có kỹ năng số 3 dành cho việc rally. Do vậy, điều ta quan tâm sẽ là chuyên môn của Nebu liệu có đủ mạnh hay không. Câu trả lời thì chắc chắn là không rồi. Đúng là việc có thêm 500 hệ số sát thương cho đội quân mục tiêu sẽ giúp chỉ huy này làm bốc hơi kẻ thù nhanh hơn. Tuy nhiên, 500 là một hệ số mà mình nghĩ là không đủ hấp dẫn. Đặc biệt là với chi phí bỏ ra thì anh em hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một chỉ huy khác ở mức đủ hấp dẫn. Từ đó thì gây ra thêm một lượng lớn sát thương. Cho nên là với anh em tiêu dùng tầm thấp, đánh si thấp hay là mới lên KVK3 thì dùng Nebu ở mức kỹ năng 5511 là ổn rồi anh em nhé. Chỉ huy này đích thị là phiên bản Pro Max của Saladin rồi. Saladin 5551 thì chỉ huy này cũng chỉ cần gần giống thế, đó là 5515. Là một chỉ huy công thành, dễ hiểu khi bạn bỏ đi kỹ năng dùng để tấn công công trình. Vậy câu hỏi đặt ra là chuyên môn của Justinian thì có mạnh hay không? À, dĩ nhiên thì là không rồi, không thì mới nằm ở trong danh sách này chứ. Chuyên môn của ông ta bổ sung cho kỹ năng số 4 là 5% tấn công và thêm 20% sát suất gây ra đòn sát thương bị động. 20% thì đúng là con số cũng tương đối cao đấy, nhưng mà lượng sát thương gây ra thì khá bé. Và điều đó đối với mình là không quá cần thiết. Điều cần thiết là bạn cần có một chỉ huy đi phụ với sát thương tốt bù đắp cho chỉ huy này. À, cần thiết nữa là bạn đủ may mắn để có thể nâng cấp chỉ huy này ở mức kỹ năng 5515 anh em nhé. Quan Vũ là chỉ huy sở hữu khả năng khó chịu nhất game. Quan Vũ tồn tại đến thời điểm hiện tại là 100% nhờ vào cái debuff câm lặng của thân mình. Đi kèm với đó là bộ kỹ năng giàu sát thương, cộng hưởng rất tốt với buff KVK cũng như là công nghệ pha lê. Anh em cứ nhìn vào kỹ năng số 4 là hiểu. Tuy nhiên, đây là một chỉ huy thuộc dạng công thành, tức là sẽ có cho mình một kỹ năng thuộc dạng là rally công trình hoặc là thành phố. Chỉ oái oăm cái là kỹ năng này nằm ở ô số 2. Và đó là lý do nhiều anh em tặc lưỡi. Thôi thì mắc chỉ huy này cũng được. Nhưng nếu trong một ngày may mắn, anh em reset Quan Vũ và được quả 5155 hoặc là gần tương tự như thế, liệu bạn có cần thiết phải tối đa vị chỉ huy này không? Câu trả lời đại là không rồi. Kỹ năng số 2 thì không nói, nó thuần về rally. Chuyên môn của Quan Vũ thì cũng không thật sự mạnh mẽ và cực kỳ khó kích hoạt. Quan Vũ không có khiên, điều đó có nghĩa là chỉ huy đi cùng ông ta phải có khiên. Một sẽ là khiên từ kỹ năng chủ động như kiểu Alex, và hy vọng cái khiên này kéo đủ dài đến lượt mà Quan Vũ ra kỹ năng. Hai đó là xác suất tạo khiên gần trúng với lượt Quan Vũ ra kỹ năng. Phải nói là kỹ năng này quá khó sử dụng và sức mạnh cũng không quá áp đảo. Cho nên là nếu anh em cài lại được kỹ năng là 5155 hay là như thằng editor nhóm mình là 5254 thì cũng ok anh em nhé. William là một chỉ huy kỵ binh thế hệ thứ tư đã ra mắt khá lâu, sở hữu cho mình quả sát thương diện rộng hình chữ nhật độc nhất vô nhị đến thời điểm này trong trò chơi. Một bộ kỹ năng khá cân bằng giữa công thủ đi kèm với đó là độ đa dụng tuyệt vời của mình. Hễ cứ là chỉ huy kỵ binh đi chính tốt là William ghép cặp được hết. Dễ dãi đến thế là cùng anh em ạ. William là một chỉ huy có thể ra trận tốt ở mức kỹ năng là 5551. Kỹ năng số 4 của William ở mức cơ bản nhất cũng có trong mình một nửa sức mạnh. Đi kèm với đó là quả chuyên môn chỉ gây thêm một chút sát thương. Lượng sát thương không quá đáng kể để đầu tư thêm 390 tượng.
Mức kỹ năng này của William thì đã cho ta khoảng 85-90% sức mạnh của chỉ huy này rồi. Anh em cứ tự tin mà vác ra trận nha. Memek là một chỉ huy mạnh cơ bản ở KvK1 và KvK2, rất mạnh và hữu dụng ở KvK3 trở về sau, và đặc biệt mạnh với anh em S2P. Đó là những cụm từ mà chúng ta dành cho Memek, một chỉ huy free được rất nhiều anh em tin tưởng và sử dụng. Memek với kỹ năng diện rộng cộng thêm bắp bảo tàng cực kỳ hợp thời là hai điểm mạnh nhất của chỉ huy này. Memek 5511 và coi như có tới khoảng 85% sức mạnh rồi anh em nha. Tối đa chỉ huy này thì bạn chỉ có thêm 8% lính, một chút hệ số xác thực diện rộng và chi phí bỏ ra ở đây là 500 tượng. Quá đắt anh em ạ. Đợi dương vàng để tối đa anh em nhá. Nếu quá nâng thì cứ 5511 mà nâng trước. Memek ghép với loại chỉ huy nào cũng được, lại còn rẻ. Còn anh em muốn thơm hơn nữa thì chắc chắn có một cách, đó là like, share và đăng ký kênh để có thêm những kinh nghiệm trong trò chơi này. Với anh em thì chúng là miễn phí, nhưng đối với chúng mình thì đó lại là những động lực vô cùng to lớn để chúng mình phát triển kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Là một chỉ huy vừa mới ra mắt, mạnh mẽ và trendy là hai tính từ mà mình đã nhắc đi nhắc lại về Warlock. Warlock mạnh không? Mạnh chứ, mình vừa nói xong mà. Tuy nhiên, sức mạnh của Warlock như mình đã nói ở video này, nó nằm phần lớn ở nhánh tài năng trừng phạt và phần lớn nữa đó là chỉ huy đi phụ với ông ta, đó là lưu triệt. Điểm mạnh của Warlock ở bộ kỹ năng đó là kỹ năng chủ động và kỹ năng số 3 khi tăng rất lớn lượng sát thương gây ra cho kẻ địch. Sát thương này tăng trực tiếp cho đoàn tấn công chủ động, do đó mà được hưởng lợi lớn từ cả bắp sát thương nữa. Kỹ năng chuyên môn mạnh mẽ ở mảng rally chứ open field thì tác dụng nó cũng không quá đáng kể. Hiên thì cũng chỉ duy trì được sự cứng cáp khi chỉ huy này không bị hội đồng, chứ mà bị hội đồng thì có châu bò bao nhiêu cũng bay màu hết. Cho nên là với Warlock, anh em có thể nâng tới mốc kỹ năng là 5551 và mang ra trận được rồi. Nhớ là lên level 60 để nâng tối đa nhánh tài năng nhá. Là một chỉ huy thuộc top mạnh mẽ ở thời điểm ra mắt, bây giờ vẫn mạnh nhưng mà đang khá lung lay với quả meta mới. Không biết là cuộc đời Herman sẽ đi đâu về đâu. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nhiều Herman trên đồng cũng đem lại một sự khó chịu nhất định với bộ kỹ năng bắn độc tung tóe của chỉ huy này. Mà bắn độc thì dĩ nhiên sẽ nằm ở kỹ năng số 1 và số 4. Tuy nhiên, ở mức kỹ năng là 5551, Herman vẫn tích được 2 tầng độc cho kẻ địch ở kỹ năng số 4. Chuyên môn của Herman sẽ xả thêm sát thương nếu tích đủ tầng độc. Tuy nhiên, với những trận bôn chiến, giá trị thực sự của Herman nằm ở những tầng độc này. Chứ thêm một chút sát thương trực tiếp thì theo mình cũng không quá đáng kể. Giá cát lượng Herman 5551 cũng rất cháy đấy anh em ạ. Anh em cứ thử đi, cẩn thận kẻo nghiện đấy. Xinh gái nhất cái đám này chắc chắn là Doan P rồi, mà khéo là xinh gái nhất cả cái game ấy chứ. Anh em đồng ý với Tĩnh Tối không? Đã xinh gái là còn mạnh, đa năng bậc nhất trò chơi, sát thương diện rộng, hồi nộ, tái tạo kỹ năng nhanh, bắp diện rộng, toàn diện và xinh gái, xếp top 1 là cái chắc chắn. Tuy nhiên đâu phải chỉ có vậy, Doan P còn là một chỉ huy mà nếu may mắn, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tượng vàng với chỉ huy này. 5115 sẽ là mốc kỹ năng đỉnh của chóp nếu bạn may mắn có được. Lúc này thì Doan P của bạn đã có thể ra trận rồi, núp sau những vị chỉ huy như là Nesky hay Hoắc Khứ Bệnh để lên mặt với đời rồi đấy. Chiêu 2, chiêu 3 hay là cả chuyên môn thì tăng khá nhiều sát thương đánh thường và phản kích. Đó là điều mà không quá phù hợp với Doan P, có chăng là chỉ tiếc một ít chỉ số. Tuy nhiên điểm mạnh của chỉ huy này nằm ở kỹ năng số 4, anh em chắc ai cũng biết điều đó rồi. Cho nên là nếu hên như đồng chí này thì thôi, 190 tượng này là đáng giá vô cùng anh em ạ. Và đó là tất tần tật những vị chỉ huy mà anh em có thể đánh đổi một chút sức mạnh để tiết kiệm được một lượng tượng vàng kha khá. Chi phí có thể đủ để nâng cấp thêm một chỉ huy khác cũng nằm ở trong danh sách này, hoặc làm nâng cấp một chỉ huy nào đó cực kỳ mạnh như kiểu Lưu Triệt chẳng hạn. Anh em thấy sao về danh sách này? Mình còn kể thiếu ra vị chỉ huy nào không nhỉ? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều video hay ho hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.